Vâng, xin chào các bác, hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác là chiếc lồi Yuzi nhé, LPNF10, đấy là mã của nó. Đây là chiếc lồi Yuzi lưng gù. Và chiếc này là có chế độ nấu cơm cháy đây. Chế độ nấu cơm cháy đây nhé. Đấy thì không phải những chiếc lồi Yuzi nào cũng nấu được cơm cháy, thì nó còn phụ thuộc tùy theo đời và mã lồi. Đấy, thế nhưng mà như nấu được cơm cháy thì hiện tại bây giờ có là chiếc Yuzi đĩa bay nhá, đĩa bay AI thì sẽ nấu được cơm cháy. Đấy, còn chiếc này thì cũng nấu được cơm cháy này. Đấy, giờ hôm nay em nấu thử cơm nhà ăn và em sẽ test thử cho các bác xem. Đấy, nồi cao tần áp suất. Đấy. Các bác thấy cơm rất ráo, cơm mà dẻo và ngon này. Xin khẳng định với các bác là cháy vàng ngon luôn. Đấy, em sẽ xới từ từ ra. Đấy, cho các bác xem. Thì là hãng Yuzi ấy, thì nổi tiếng ở bên Nhật là nấu cơm ngon. Đấy, gọi là vua đầu bếp ấy. Đấy, nhưng mà không phải chiếc nào cũng nấu được cơm cháy đâu. Đấy, thì có chiếc như hiện tại bây giờ em có là chiếc Yuzi nâng gù này nhé. Cao tần áp suất, có nấu cơm cháy. Đây các bác xem, cháy của nó là cháy rất mềm và dẻo nhá. Đấy, còn quá các bạn. Đây. Đấy, các bác thấy cháy vàng chưa? Cháy vàng rất ngon. Đây là các bác này, đấy, Yuzi, đấy, cao tần áp suất, có nấu cơm cháy. Đấy, cháy rất mềm và dẻo này. Đấy, mã của nó là LPNF10 đấy. Đấy, bác nào mà thích nồi này thì liên hệ với em nhé, qua số điện thoại 0987807038. Đấy, chiếc nồi như mới luôn, gioăng xanh, hàng nướt nhé các bác. Đấy, không hề móp méo gì cả, nồi còn rất đẹp. Đấy, xin chào các bác nhé.